Thật sự mà nói thì trong tầm giá 200 triệu để kiếm được một dòng xe mà có độ hoàn thiện tốt như là Speed 400 cũng như là Scrambler 400X đó, thì với cảm nhận cá nhân của mình và những gì mà mình biết được đó, thì không có một dòng xe nào đâu. Và hai dòng xe này không chỉ mang lại về cái độ hoàn thiện mặt về mặt ngoại hình ha, và ngày hôm nay mình được cầm lái trực tiếp đi về cung Cần Giờ thì nó còn mang đến cho mình những cái cảm giác rất là tốt về cái khả năng vận hành. Trước đây khi mà Scrambler 400X cũng như là Speed 400 về Việt Nam thì mình cũng đã từng một số thị, và khi nhìn vào hai chiếc xe này là mình có cảm xúc, có cái gì đó nó rất là yêu thích về chiếc Scrambler 400X này. Thì mình sẽ nói về những cái ưu điểm trước đi. Thì cả hai dòng xe này đều có một cái điểm chung là động cơ một xi lanh. Thì về cái động cơ này nó sẽ mang lại khả năng tăng tốc cực kỳ tốt luôn và rất là linh hoạt khi mà mình di chuyển trong phố, cả khi đi tour luôn. Và cái điểm khác biệt ở đây là chiếc Speed 400 là sẽ có cái chiều cao yên thấp hơn. Mình nhớ không lầm là khoảng 795 và trọng lượng là khoảng 170 kg. Thì cái mức này là cũng khá là ổn đối với một chiếc xe 400. Còn đối với Scrambler 400X thì mặc dù là có chiều cao yên khá là cao tới mức 835 lận, nhưng mà ở đây mình sẽ ngồi lên cho anh em coi thử luôn. Thì mình cao tầm khoảng 1m65-66 thôi. Và đây, tất nhiên là với chiều cao yên xe này á, những bạn mà dưới 1m7 thì khi mà nghe tới cái phần chiều cao yên sẽ hơi rén một chút. Bản thân mình cũng như vậy thôi, khi mà được lựa chọn chạy một trong hai dòng xe này thì mình ưu tiên chạy chiếc Speed nhiều hơn, tại vì chiếc xe kia thì có chiều cao vừa phải nè, trọng lượng cũng nhẹ nè, cho nên mình sẽ tự tin hơn. Nhưng mà có một chút thay đổi, đâu mình chạy chiếc xe này thì thật sự mình hoàn toàn bị thuyết phục luôn bởi những gì mà Scrambler 400X mang lại. Đồng ý là lúc mà đậu tại chỗ dừng đèn đỏ hay là cần phải quay đầu xe các thứ thì mình sẽ hơi bị mệt một chút, bởi vì chân mình nó không có đủ dài để nó chống vững chắc trên chiếc xe, nhưng mà lúc mà chạy rồi thì những cái cảm giác đó nó xóa tan đi hết luôn, gần như là khiến cho mình rất là phấn khích khi cầm lái. Thì đó chỉ là những cái điều kiện chạy bình thường thôi, và ở cái cung Cần Giờ này mình có đi qua phà thì anh em biết là khi mà lên phà sẽ có những cái dốc cao nè, rồi cái mặt đường nó và cũng có phần trơn trượt á, thì đối với một chiếc xe cao như vậy mà anh em chống chân như thế này thì làm sao di chuyển được, đúng không? Nhưng mà cái khiến cho mình cảm thấy thích nhất ở chiếc Scrambler 400X này là thứ nhất là về cái dàn chân nè, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ êm ái luôn. Nhất là cái lúc vận hành, lúc mà mình bóp côn chuyển số, trời ơi, một cái cảm giác nó cực kỳ mượt mà, cực kỳ êm ái luôn nha. Thì cái bộ số này nó hoạt động rất là nhẹ, và ngay cả cái phần côn này nữa. Thì hôm qua mình có chạy chiếc xe này trong thành phố, đi vòng vòng quận các quận trung tâm á, thì nó không mang lại cảm giác mệt cho mình. Chỉ có cái là tất nhiên một chiếc naked bike như thế này thì không có phần che chắn gì hết, thì cái nhiệt độ tỏa ra khi mà mình chạy trong thành phố được kẹt xe nó sẽ hơi nóng một chút. Mà cái cảm giác sướng phấn khích mình có được ngay khi cầm lái chiếc xe này đó là về cái phần động cơ. Thì mình sẽ nói về cái phần động cơ này trước. Thì anh em cũng biết ưu điểm của những khối động cơ một xi lanh mà tới tầm 300-400 phân khối rồi là sẽ có được một cái độ bốc, một cái gia tốc đầu rất là tốt. Nhưng mà về cái nước ga hậu thì thường những cái động cơ một xi lanh như thế này là sẽ bị rung, bị rần khi mà mình chạy tốc độ cao, rất là mệt, bởi vì cái phần động cơ rung nè tác động lên khung sườn rồi lên cái phần tay lái của mình khi mà mình chạy, thì những cái rung động này nó sẽ tác động lên tay rồi toàn thân của mình luôn, thì sẽ khiến cho mình không còn cảm giác thoải mái khi mà cầm lái. Nhưng mà riêng về chiếc Triumph này thì hoàn toàn khác luôn. Dù cho chạy chậm nè hay là chạy nhanh thì vẫn có được cái sự êm ái nhẹ nhàng. Thì ngoài cái động cơ được tối ưu rất là tốt ra thì phần dàn chân cũng có tác động lên rất là nhiều. Và khi nói về cái dàn chân thì mình cũng sẽ so sánh được về phần lớp của hai dòng xe này. Về phía Scrambler thì sẽ sử dụng dạng lớp ga như thế này. Và theo mình thấy ở đây thì đây không phải là loại dạng lớp ga chuyên dụng để đi off-road, thì cái này có thể gọi là một loại lớp dùng để đi đa địa hình được. Đi đường trường thì cũng ổn và đi off-road nó cũng khá ổn luôn. Và bên đây đối với Speed 400 là sẽ sử dụng dạng lớp Pirelli như thế này. Thì về cái phần lớp của dòng Speed 400 thì sẽ random theo từng đợt, có khi là Pirelli Rosso 3 và có khi là Metzeler. Và với cảm nhận cá nhân của mình thì giữa hai dòng lớp này thì mình sẽ đánh giá cao về Pirelli Rosso hơn, tại vì mình đã chạy dòng lớp này rất là nhiều rồi, và cái ưu điểm là sẽ bám đường nè, nhưng mà khuyết điểm nó sẽ hơi mềm. Còn Metzeler thì cũng vậy luôn, lớp cũng sẽ hơi mềm một chút, và cái sự mềm này thì nó dễ dẫn đến tình trạng là dễ bị ăn đinh hơn. Và cái khác biệt đó là phần lớp của Pirelli thì sẽ ôm vành hơn là so với lại Metzeler. Về cái trải nghiệm cầm lái thì giữa hai dòng lớp này nó cũng mang đến về cái khả năng vận hành khác nhau luôn. Đối với dạng lớp Metzeler ở trên dòng Scrambler 400X này, những cái lúc mà đoạn đường không được bằng phẳng mình sẽ cảm nhận rất là rõ về những cái xung động ha. Cái này nó không phải là dạng chạy nhanh quá mà rung, mà là những cái nhấp nhô nhẹ thôi. Thì cái cảm giác này nó sẽ không có trên dòng lớp Pirelli trên chiếc Speed 400.
Và khi nhìn từ chiều dọc của xe thì cũng có thể thấy được là phần bề rộng của hai dòng xe này nó rất là gọn gàng luôn. Và từ đây thì mình cũng sẽ thấy được một cái sự khác biệt về cái phần ghi đông. Thì hai cái phần ghi đông này nó cũng mang đến những cái trải nghiệm khác nhau. Đối với Scrambler 400X thì sẽ có phần ghi đông dài hơn, thì sẽ tạo nên một cái góc lái nó rộng hơn, nhưng mà cái phần ghi đông này sẽ vuốt lên cao, thì tư thế lái mình cũng sẽ ảnh hưởng luôn. Mình sẽ ngồi thẳng lưng hơn, thoải mái hơn là so với lại Speed 400. Vì ghi đông của Speed 400 thì sẽ mang lại cảm giác ngồi thể thao hơn, hơi tròn một chút, bởi vì đây là một cái ghi đông đặt thấp và có phần ngắn hơn. Ưu điểm của cái phần ghi đông kiểu này là sẽ mang đến một cái khả năng ôm cua tự tin hơn nhiều so với lại Scrambler 400X. Sẵn nói về cái phần ghi đông thì mình nói luôn về cái tính linh hoạt khi mà di chuyển trên phố, thì chắc chắn rồi, dòng Speed 400 này sinh ra là để mình di chuyển hàng ngày, mình chạy trong phố nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì có rất là nhiều yếu tố như là trọng lượng nè, nó sẽ nhẹ hơn nè, và cái chiều cao yên nữa nó cũng sẽ thấp hơn. Ở đây thì mình ngồi lên nè, rất là thoải mái, chống chân vô tư luôn. Và có thể thấy được tư thế của mình khi mà ngồi lên chiếc Speed 400 này là sẽ hơi trồn lên một chút, thân người của mình nó sẽ ôm sát với xe hơn. Điều này nó sẽ tạo ra một cảm giác chạy tốc độ cao nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Về cái khả năng cầm lái thì cực kỳ dễ dàng luôn, rất là dễ làm chủ chiếc xe này. Cho dù là với những bạn biker mới chưa bao giờ sở hữu mô tô thì khi mà nhảy lên chiếc Speed 400 này thì hoàn toàn có thể làm chủ được. Nhưng mà dù vậy thì cảm xúc của mình vẫn dành cho chiếc Scrambler 400X hơn, bởi vì khi mà chạy một chiếc xe cao á, mình có thể dễ dàng quan sát ở phía trước mặt. Cái phần ghi đông rộng như thế này thì mình cũng sẽ dễ dàng linh hoạt, mình bẻ lái hơn. Mặc dù là chạy Speed 400 nó dễ dàng hơn, linh hoạt hơn, thoải mái hơn, nhưng mà cái tình cảm của mình vẫn dành cho chiếc Scrambler 400X này hơn. Bởi vì những cái yếu tố, thứ nhất là xe cao nè. Cái việc này với cá nhân mình á, sẽ giúp cho mình cảm giác chạy nó tự tin hơn, tại vì dễ dàng quan sát phía trước nè. Thêm một phần nữa thì cái khả năng tăng tốc, gia tốc của Scrambler 400X nó sẽ cao hơn lại so với Speed 400. Cái lúc mà mình cần bứt tốc, mình cần vui vẻ với cái chiếc xe của mình thì Scrambler 400X mang lại nhiều cảm xúc hơn. Dù vậy thì vẫn phải chấp nhận một cái sự thật là Speed 400 mạnh hơn là Scrambler 400X. Cái này là hiển nhiên rồi, về cái tên gọi thôi thì cũng đã thể hiện được cái sự mạnh mẽ tốc độ trên chiếc xe này rồi đúng không? Thì mình có tham khảo thì tốc độ tối đa của Speed 400 sẽ cao hơn so với lại Scrambler 400X. Về cái cảm giác cầm lái á, mặc dù là chạy chiếc Speed 400 này, nó cái ga của nó sẽ lên đều nè, nó không có bốc, không có giật như là Scrambler 400X. Nhưng mà cảm giác mình cầm lái là nó sẽ đều từ ga đầu đến ga cuối luôn, tức nghĩa là ga đầu cũng có được sức mạnh và ga cuối nó cũng không có bị đuối so với lại Scrambler 400X. Điều này là hiển nhiên rồi. Ngoài cái phần động cơ ra thì về cái ngoại hình nè, trang bị nè, cũng như là cái trọng lượng của hai dòng xe nó khác nhau. Cho nên cảm giác cảm xúc mà mang lại khi cầm lái hai chiếc xe này chắc chắn cũng sẽ khác nhau rồi. Tất nhiên là một chiếc xe ngon không phải là cứ leo lên và cắm đầu cắm cổ chạy không. Bên cạnh đó là cũng cần phải có một cái khả năng giảm tốc tốt. Ở đây thì mình có một cái thị phạm tình huống cho anh em coi thực tế luôn. Đang vui vẻ với chiếc Scrambler 400X này thì đột nhiên có một chiếc ô tô băng rồi trong lề qua. Lúc này mình buộc phải phanh lại một cách khẩn cấp luôn. Thì ngay tại thời điểm đó mình đã chuẩn bị tư thế là cái người sẽ chồm lên phía trước, thì mình sẽ giữ chắc tay lái theo hướng thẳng nè, áp dụng những cái kỹ năng phanh khẩn cấp mà mình đã học được á. Nhưng mà chiếc Scrambler 400X này lại làm cho mình hụt hẫng, bởi vì nó quá êm ái luôn. Mình không có bị cảm giác bị giật người, chồm người phía trước. Mình nghĩ để có được điều này là phải cần hai yếu tố. Thứ nhất là về phanh ABS phải tốt nè, thứ hai nữa là phải về dàn phuộc. Khi mà phanh cấp á thì cái lực của mình sẽ dồn lên phía trước á, phuộc ngon á thì sẽ khiến cho bánh xe ổn định, nó không có bị đảo. Phuộc mà có vấn đề hay là chán ba chán cổ nó không được tốt nữa thì chắc chắn rồi, cái phần đầu xe này sẽ lứt ở lắc và sẽ khiến cho mình mất tự tin. Với mình thì trong tầm giá 200 triệu thì đây là hai dòng xe rất là đáng giá để anh em có thể sở hữu. Riêng về với Speed 400 thì sẽ phù hợp với những anh em thích một cái nhu cầu đi lại hàng ngày hơn. Mình có thể sử dụng chiếc mô tô này để mình đi làm nè, rồi mình đi chơi. Còn đối với lại Scrambler 400X thì sẽ phù hợp với những người thích hạt co hơn, thích một cái gì đó nó thử thách hơn, nó khó khăn hơn. Nhưng mà bù lại khi mà đã chinh phục được những cái này rồi thì về những cái cảm giác, cảm xúc mà mình cầm lái nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ thích hơn lại so với Speed 400. Không chỉ là phù hợp với những anh em mới chơi xe đâu, mà mình nghĩ là dù cho những anh em chơi xe lâu năm muốn tìm kiếm một cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó dễ chạy và nó đỡ bị áp lực hơn khi mà cầm lái thì cả hai dòng xe này cũng hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà nếu được lựa chọn thì chắc chắn rồi mình sẽ lựa chọn Scrambler 400X hơn, bởi vì mình cũng đã chạy qua nhiều dòng xe rồi thì mình sẽ thích một cái gì đó nó thử thách một tí. Quan trọng nhất là về cái khả năng cầm lái, chiếc nào mang lại nhiều cảm xúc hơn thì mình sẽ thích chiếc đó. Còn suy nghĩ của anh em như thế nào về hai dòng xe này, để lại bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Hai Bánh để có thể đón xem nhiều dòng xe hấp dẫn hơn nữa nhé. Move on the map, mix. What you gonna do when you at home?